Xin chào buổi sáng các bạn. Xin chào buổi sáng các bạn. Hôm nay thời tiết khá là nắng. Mình cùng với anh em của mình đi thấy bích múa hầm. Hai con rửa nè. Đây nào. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay thời tiết là khá là nắng. Nên mình cùng với em của mình đi ra ngoài vườn hái dừa uống. Vậy khác các bạn đợi mình nhé. Đây là con đường dẫn ra cái bãi dừa. Ở đây khá là nhiều hoa xấu hổ. Cũng có thể gọi nó là trinh nữ hoặc là mắc cỡ. Hoa này ở đây rất là nhiều. Mỗi lần mình đụng nó sẽ khép lá lại. Cái bàn kìa. Sao mình ngồi đây lái nè? Đừng té nha. Ngồi để đây tí coi lái. Đây này. Có một con dừa bị mắc cạn trên dây điện kìa. Chúng ta sẽ vô kia hái những trái dừa trong những cây cao cao kìa. Đi chứ đi. Chào bạn, mình đã đi tới được vườn dừa rồi. Cái gì đó đây. Trong lúc chờ đợi anh chàng kia hái dừa thì mình đợi chảy nước xong hái dừa được. Cần giếng mà bè mặt nước rồi mà sao là đây là nước từ thủy lợi vô các bạn. Nãy giờ thì bạn mình đang đợi để chảy nước qua bên cái ruộng này, tại vì chỗ này nó thấp mà chỗ này nó cao. Người ta phải dùng cái máy bơm này người ta bơm. Nhưng mà không hiểu sao nãy giờ cứ nước nó cứ xoáy chỗ này hoài. Nó rút ở đâu dưới đấy. Hoặc là rút xong nó chạy qua bên dưới bên kia hay sao mà nó không có đầy lên để mình có thể chạy nước tí. Là bọn đây là bọn xoáy nè. Đó, xoáy hoài luôn, nó rút ở đâu rút nước dưới khúc này nè. Đó, rồi hình như nó chạy qua hướng này. Nó qua cái giếng này nè. Nhưng mà cái giếng này thì nó mặt nước nó ngưng rồi, nó không có lên được nữa. Lúc nãy thấy nó lên nhưng mà giờ không lên nữa, mà nước nó vẫn rút, bên kia vẫn rút, không hiểu tại sao. Rồi nên vẫn còn ngầu hoài, không thể nào mà bơm nước vào được. Cứ bơm là nước nó rút xuống như này. Rồi bị hụt nước rồi các bạn, phải mồi lại. Người ta sẽ đổ nước vô cái ống này. Nó chạy đầy cái ống này là người ta sẽ bơm lên được. Thấy chưa? Chưa luôn hả? Nghe tiếng nó xuống mà. Chưa đầy các bạn ơi. Rồi.
Rồi rồi rồi. Nước ực ra được. Chưa đã đúng không? Có gì đó không ổn rồi phải. Nó cảm giác mấy rất là bây giờ hiện đại người ta chạy bằng máy rồi, lúc trước là phải dùng bằng đập nước hoặc là cái múc gạo nha, đúng không? Ra nước rồi các bạn ơi, nước này hút từ dưới cái ruộng, dưới cái mương này từ đây này, mà đi theo lòng nước nha. Cái mương thấp đó nó sẽ dẫn lại cái mương cao bên này. Đấy, đấy, đấy. Đây, 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 đây. Nó chạy cho rơi cái ruộng này. Một bác nông dân đang đứng đợi nước vào. Phải khá lâu rồi. Nước vào á, nó không có nhanh bằng cái nước ra, cho nên cổng giáng nó đang rút lần xuống các bạn, rút một tí nữa là chạy hết nước rồi sẽ đóng máy. Để đó, làm sợi máy. Lâu lâu mắc rác của chúng ta cũng phải tháo ra để lượm rác. Một phần là cho nước nó chạy nhanh hơn và đỡ hư máy nữa. Khá nhiều rác vì cái đầu này nè, nó chỉ còn là những cái rác lớn thôi, còn cái rác nhỏ thì nó không có thể hút, không nó hút nó lọt ra hết đấy. Đang tắt nước thì phát hiện ra là một cái cây mít rất là nhiều trái luôn các bạn. Đây này, mình quay các bạn xem nha. Đấy, cây mít đây. Quá trời mít luôn các bạn. Cả dương kia nữa. Ô trời trời. Lên xa xa tí nữa là quý một cây dừa. Quá nhiều trái luôn các bạn. Con này thấy dừa thì gặp mấy trái đu đủ các bạn. Trời ơi, cái đu đủ này nó lùn, mình đã lùn nó còn lùn hơn mình nữa. Nói đó. Quá trời trái luôn rồi. Mới kiếm ra một trò chơi mới luôn. Đi lượm bông gòn này. Nào đi xem coi. Xem coi. Ok ok, đi đi nè. Đi gòn nào. Đi. Đi ghê à. Này, cái gòn này cái nào đâu. Này đúng không? Ừ. Cây gòn nó ở ngoài kia nhưng mà gió nó thổi mấy cái bông gòn bay tới này luôn. Đi nhặt.
đúng rồi, cái giòn này nè. À, có bùn chuối các bạn. Bự. Đâu, đâu. Wow. Mới chụp bông gần nữa các bạn. Đó, như chùm kìa. Đó, cái này là cái giòn nè. Cái trái giòn kìa các bạn. Mọi người thấy được không? Ê, này không ăn dép là chết luôn ấy. Cái đó nó nhiều lá quá, sao chơi được. Ôi, cái trái giòn đó các bạn. Đây, chào trái mới rồi các bạn ơi. Đây, 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 đây. Wow, 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 wow. Nó bay quá trời bay luôn các bạn. Đây, 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 đây. Giống như chơi trò thổi bong bóng vậy mà đây chơi thổi bông gòn. Đấy, quá trời ơi. Nó rụng rụng, rụng lông, rụng lá quá trời luôn. Hồi nhỏ lông quá là lông luôn. Các bạn, sau một thời gian chờ đợi thì chúng ta bắt đầu đi hái dừa nè. Đấy, anh em đang chờ dừa đấy. Đang lúc đợi leo dừa thì mình đã phát hiện ra một con gì đó rất là xinh. Nó giống như con bột xích nhỉ. Trẻ cũ nhầm con lọt gì đó. Mới rớt trái dừa các bạn ơi. Đây 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 đây. Rớt luôn vào đây luôn. Trời ơi, trời ơi. Bể rồi, nó bể rồi. Ô, nước không này, nước không này. Uống uống ngụm luôn đi. Wow, ngọt lắm, ngọt lắm. Ngọt lắm, ngọt lắm. Lên 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 lên. Ôi. Quay quay cho trong các bạn. Wow, nước nhiều nhiều lắm các bạn ơi. Ờ, một cái này là đủ. Thì có gì đâu các bạn. Ôi, dừa cực kỳ non luôn, không có bẩn luôn. Thôi. Rồi nó ngọt. Wow, wow. Dừa này tầm 15 mấy các bạn. À, có người lên đó rồi các bạn ơi. Nó tụt xuống rồi, tụt xuống. Wow wow. Rất là nhanh. Rất là dữ liệu. Wow 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 wow. Nghe chưa? Giữ kỹ nha. Wow. Ngon. Cái bần dừa nó ngọt hơn cái nước dừa nữa. Mình thấy anh thanh niên này là khó nhất trong đốm nè. Nè tính làm thuyền bơi mà không biết có bơi được không. Quá nặng. Rồi nếu các thanh niên say xỉn các bạn, uống say xỉn xong bây giờ nằm lê lết đây, nó lấy cái chuối nằm xuống, nó đợi đợi giờ về đó. Sau khi ăn uống no nê rồi, say xỉn đủ kiểu các kiểu rồi, giờ chúng tôi đang hành trình quay trở lại về nhà. Thời tiết bây giờ là đang là gần 11 giờ các bạn, nắng lắm.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn các bạn vào những video lần sau.